Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Tri Tôn đã tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ đồng bào dân tộc còn khó khăn trên địa bàn, như chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vân vân. Từ những chính sách hỗ trợ này, nhiều đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện khó khăn đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Tri Tôn là huyện nghèo với trên 34% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại 10 trên 15 xã thị trấn của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc lại chiếm khá cao trên tổng số hộ nghèo của huyện. Chính vì vậy, làm sao tận dụng phát huy tốt nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ, chương trình mục tiêu quốc gia để giúp những gia đình dân tộc Khmer còn khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo luôn được cả hệ thống chính trị huyện Tri Tôn đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu là hỗ trợ cho hội viên nông dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng có điều kiện phát triển kinh tế. Thời gian qua, thông qua Hội Nông dân huyện, các chương trình dự án hỗ trợ nông dân, dân tộc Khmer đã được triển khai trên địa bàn. Tôi xin cảm ơn nhà nước cấp cái mai đan đường cho hồi lúc chưa cấp là cũng cực nhiều. Bây giờ nó bớt, nó phân nửa, nó què, làm... Hồi mình đanh tay cỡ chừng một tiếng đồng hồ, bây giờ được nhà nước cấp cho mai nhà nước cứ là cũng nửa tiếng à, mà đỡ mệt chút. Giờ xích xài, cô người ta mướn xích xài một ngày bao nhiêu tiền đó anh lánh. Còn một giường này có bao nhiêu tiền đó, lánh 1.500.000 có. Mà 1.000.000 có đòi giường bự, giường nhỏ, giường lớn á. Giường nào lớn xích một ngày, không gói nó 2 ngày. Một ngày là gì, tiền được hơn 300, 400 cũng có. Qua thời gian triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chương trình, các cái đề án, dự án do Trung ương cũng như tỉnh đã đầu tư về cho Tri Tôn liên quan tới các cái chế độ chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, thì thời gian qua Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cũng đã xây dựng bằng các cái chương trình kế hoạch cũng như triển khai đến các xã thị trấn, đặc biệt là các xã thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Thì qua các cái chương trình dự án như chương trình tổ chức các cái lớp dạy nghề cũng như hỗ trợ các vật dụng như máy đánh đường, máy phun xịt cũng như là các cái vật dụng khác liên quan tới ngành nghề để họ tạo công ăn việc làm. Thứ hai nữa là giúp họ cải thiện được cái cuộc sống. Thứ ba nữa là giải quyết việc làm tại chỗ cũng như là tạo điều kiện để họ giảm bớt một phần khó khăn của gia đình cũng như góp phần để phát triển kinh tế của xã cũng như là của huyện nói chung. Cụ thể, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã triển khai thực hiện dự án hỗ trợ bò bản địa sinh sản cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer tại xã Âu Lâm với 24 hộ, tổng kinh phí trên 357 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn phối hợp các ngành, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức 301 cuộc hội thảo cho trên 11.000 lượt hội viên nông dân tại 15 xã thị trấn, giới thiệu thí điểm mô hình ứng dụng pin năng lượng mặt trời phun tưới tự động cho vườn chuối ăn trái tại xã Núi Tô. Do dự án PER tài trợ, lắp đặt phun tưới vườn xoài tại xã Âu Lâm, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân xã Châu Lăng xây dựng mô hình tưới vườn tự động điều khiển từ xa qua điện thoại di động, hỗ trợ cho dự án xây dựng được thương hiệu đường thốt nốt tại địa phương và 2 điểm dừng chân tại xã Âu Lâm và Lương Phi với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Được sự hỗ trợ của trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã trao tặng 6 máy trộn bê tông, 10 máy đánh đường thốt nốt bằng máy, 13 máy phun xịt xoài, 15 máy mài, 15 máy phun xịt lúa và 15 máy hàng tiện cho 74 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Lăng, Âu Lâm và An Tức với tổng kinh phí 520 triệu đồng. Thông qua dự án nâng cao lợi ích từ sản phẩm và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang, huyện đã hỗ trợ 30 máy đánh đường thốt nốt cho 30 hộ tham gia thực hiện dự án tại xã Âu Lâm, Núi Tô, Châu Lăng, An Tức, Lê Trì với số tiền 180 triệu đồng do Tổ chức Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á Asia DRHHA tài trợ. Với những giải pháp hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho đồng bào Khmer, nhiều gia đình đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Thì trong thời gian sắp tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục, thứ nhất là chỉ đạo các xã thị trấn, hội nông dân của các xã thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao cho trong đồng bào người Khmer họ mắt thấy, tai nghe thì họ sẽ nâng cao được cái hiểu biết, nâng cao được cái nhận thức của mình, họ sẽ thực hiện tốt các cái chương trình cũng như các cái dự án để chúng ta triển khai một cách có hiệu quả. Cái thứ hai nữa, tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng như là phối hợp với một số ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các cái chương trình cũng như là các dự án đề án, đặc biệt nhất đó là khâu cái nhân tố con người sẽ chọn đúng đối tượng và đúng ngành nghề. Cái tiếp theo nữa là tiếp tục là
nhân rộng các cái mô hình hiện có mà có hiệu quả như mô hình sản xuất từ sản phẩm từ thốt nốt, đó là mô hình đặc thù của huyện, thì tiếp tục nhân rộng thêm ở các hộ khác cũng như các xã còn lại, và các cái mô hình hỗ trợ cái vật dụng để họ có những cái vật dụng sau khi học nghề để họ tiếp tục để tạo công ăn việc làm tại chỗ, cũng như là có thể nhân rộng thêm các cái cho những cái nhân tố khác. Việc hỗ trợ sinh kế không chỉ nâng cao mức sống người dân mà còn tạo sức bật, động lực phát triển huyện miền núi Tri Tôn. Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm thoát nghèo của từng hộ Khmer đã giúp kinh tế vùng đồng bào dân tộc huyện Tri Tôn ngày một phát triển, đời sống bà con dân tộc ngày một tốt hơn, góp phần giúp huyện Tri Tôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer, giữ gìn tốt khối đoàn kết giữa các dân tộc tại địa phương. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, đoàn liên ngành thành phố Long Xuyên vừa ra quân kiểm tra việc chấp hành an toàn vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về sử dụng lao động tại công trình, công tác quản lý và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, công tác quản lý và sử dụng các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Thời gian kiểm tra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Trong ngày ra quân, đoàn đã tiến hành kiểm tra hai công trình xây dựng nhà trên địa bàn phường Mỹ Bình. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận một đơn vị thi công công trình chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, như chưa thực hiện ký kết hợp đồng với người lao động, chưa xây dựng nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn và xử lý sự cố đối với máy móc thiết bị tại nơi làm việc. Đoàn đã lập biên bản và đề nghị đơn vị thi công khẩn trương thực hiện việc ký kết hợp đồng với người lao động đang làm tại công trình và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian sớm nhất. Trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã xé nhỏ hàng hóa rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Chiều 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại các bến đò. Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5 tại bến khách trên sông Cái Dừng, đoạn thuộc xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện trên đò chở khách từ Đồng Tháp qua An Giang có một xe mô tô với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe có vận chuyển 819 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang cất giấu tinh vi. Trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, trên sông Cái Dừng, đoạn thuộc xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tổ công tác phối hợp lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện Phú Tân đã phát hiện xe mô tô vắng chủ dựng cặp bờ sông có vận chuyển 600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu trong cốp xe và túi xách trên xe. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu hai xe mô tô và số thuốc lá lậu trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 23 tháng 5, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Vĩnh Hành và Cần Đăng, huyện Châu Thành trước kỳ họp giữa năm 2023. Sau khi được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp báo cáo kết quả nổi bật, tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 của tỉnh, huyện và địa phương, thông tin về việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Châu Thành trong thời gian qua, cử tri xã Vĩnh Hành và Cường Đăng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương trong những tháng đầu năm 2023. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân các cấp để nhanh tiến độ thực hiện dự án kiểm soát lũ dùng tay sông Hậu trên địa bàn xã Vĩnh Hành để sớm ổn định cuộc sống người dân, cần mở tuyến đường dân sinh sau khi tuyến đường cao tốc được xây dựng, và một số vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp và lãnh đạo các cấp giải trình thỏa đáng. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ghi nhận và sẽ được trình bày trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm 2023 diễn ra trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 5, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đơn vị huyện Tri Tôn cũng tổ chức tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các xã thị trấn, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.
Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang báo cáo một số kết quả nổi bật về thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh những tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2023, thông tin nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh có liên quan đến chế độ đối với lực lượng vũ trang, cử tri mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chế độ hỗ trợ cho lực lượng tuần tra bảo vệ an ninh tổ quốc cấp xã, thị trấn, triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn cho người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông vừa phục vụ dân sinh và đảm bảo quốc phòng, nhất là đối với địa bàn biên giới dân tộc. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đơn vị huyện Tri Tôn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời cho biết năm 2023, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn chọn là năm chăm lo cho an ninh quốc phòng và triển khai thực hiện cuộc vận động 50 điểm của tỉnh. Huyện quy động các nguồn lực chỉnh trang xây dựng mới trụ sở công an, quân sự, các xã thị trấn, ban chỉ huy quân sự huyện. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn đề nghị lãnh đạo các xã thị trấn cần triển khai tốt chủ đề năm 2023, quan tâm đời sống, các chế độ cho lực lượng dân quân, công an cơ sở, lực lượng công an quân sự tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý tốt các đối tượng, không để tín dụng đen, tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 năm 2023 với 3 môn thi là ngữ văn, toán và anh văn. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Tân đang tăng tốc ôn tập nước rút, củng cố kiến thức cho các em học sinh lớp 9, giúp các em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng. Năm nay, trường trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Tân có 322 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục năm học cũng như kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9. Cuối học kỳ 2, trường đã tiến hành họp phụ huynh học sinh để phổ biến, tư vấn việc chọn trường cũng như công tác ôn tập cho học sinh. Sau khi thi xong học kỳ 2, nhà trường đã tăng tốc ôn tập giai đoạn 2. Cũng căn cứ vô cái hướng dẫn của ngành là trước cái kỳ kiểm tra học kỳ 2 đó thì mình tăng tiết lên để đảm bảo cho nó đúng cái thời gian quy định. Ngoài cái giảng dạy của giáo viên đó là nhà trường vẫn phân công là công tác chủ nhiệm, thì mỗi một tuần là một tiết thì chủ nhiệm là thường xuyên theo dõi cái học tập của các em cũng như là điều chỉnh lại cái hành vi khi các em nó tham gia học tập. Trong quá trình bồi dưỡng là giáo viên có những cái đề kiểm tra sát hạch lại cái năng lực của các em, để trên cái chất lượng bài kiểm tra đó thì giáo viên có kế hoạch để bồi dưỡng cho những em mà nếu mà cái chất lượng bài các em nó thấp. Còn tại trường trung học cơ sở Phú Hưng, không khí ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng rất khẩn trương. Toàn trường hiện có 190 học sinh lớp 9. Hàng năm, đa phần các em đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông Chu Gia Ngang, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Tân, dần dần. Theo đó, ban giám hiệu nhà trường cũng đề ra mục tiêu dạy và học trên tinh thần cao nhất. Tất cả các môn đều được dạy theo đúng chương trình, nhất là tập trung cao đối với 3 môn, toán, ngữ văn và tiếng Anh. Thì để đảm bảo kiến thức cho các em mà tuyển sinh vào lớp 10 đó, thì nhà trường đầu năm xây dựng kế hoạch của nhà trường, chỉ đạo cho các tổ chuyên môn cũng xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn. Rồi nhà trường sẽ tăng tiết cho các em để cho các em hoàn thành sớm chương trình. Mặt khác là nhà trường tổ chức dạy tuyển sinh 10 vào trái buổi 3 môn văn, toán, Anh. Vậy là một tuần là tăng tiết 2 buổi trên tuần, là 3 môn là 6 tiết. Đó là đợt 1. Còn tiếp thi học kỳ 2 xong thì nhà trường sẽ mở tiếp tục dạy cho các em cái đợt 2 là khoảng 1 tháng. Là tăng tiết lên là khoảng 1 môn là 8 tiết trên tuần, là 3 môn là 24 tiết trên tuần. Trong thời gian ôn tập, phụ đạo cho học sinh lớp 9, các tổ chuyên môn và giáo viên đã linh hoạt chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, phân loại năng lực học sinh để có phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, giúp các em nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Bám vào trong cái nội dung ôn tập của Sở Giáo dục, Sở Giáo dục thì cũng đã có trang bị những cái bài để ôn tập tuyển sinh. Và trong có mỗi một bài như vậy thì có kiến thức cơ bản. Và phía sau quyển sách là sẽ có một cái bộ đề để cho học sinh rèn luyện thêm. Trong một cái đề thi nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu, phần này là 4 điểm.
4 điểm vậy thì nó gồm có 6 câu. Trong 6 câu này thì giáo viên làm sao ôn tập, củng cố kiến thức lại cho các em để các em làm cho được tốt 6 câu này. Và phần thứ hai là phần làm văn. Phần làm văn thì chủ yếu tập trung về phần nghị luận văn học. Trong cái phần nghị luận văn học này thì giáo viên sẽ truyền tải kiến thức cơ bản trong mỗi bài và hướng dẫn cho học sinh cách làm bài. Nói môn tiếng Anh là một trong những cái môn mà 3 môn để thi tuyển sinh lớp 10 để ôn tập cho các em. Thứ nhất là thực hiện đúng theo các văn bản của ngành. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ được triển khai chọn nội dung ôn tập theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục. Còn đối với học sinh trên lớp thì mình sẽ tạo cho các em nhiều bài tập, nhiều dạng khác nhau, phân hóa được học sinh, tạo ra những cái câu hỏi là thật đơn giản giúp cho những học sinh mà có khả năng yếu với lại trung bình, nó sẽ kích thích được cái tinh thần học tập của các em, kêu các em kích thích tinh thần học tập. Cùng với các phương pháp ôn tập của nhà trường và giáo viên bộ môn, những ngày này, các em học sinh lớp 9 đang tranh thủ thời gian còn lại để hệ thống kiến thức chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đạt kết quả cao nhất. Dạ, từ bắt đầu học kỳ 2 thì thầy cô đã có những cái tăng tiết hoặc là củng cố kiến thức, thêm vào những kiến thức mới để cho các em có thể dễ dàng bắt gặp và tiếp xúc với nó để mà quen dần. Kỳ thi tuyển sinh là tổng hợp của tất cả là 4 năm học cấp 2, cho nên là thầy cô là trang bị đầy đủ tất cả. Và cũng kết hợp với là sách tuyển sinh như là tỉnh mình đã trao ra thì luôn cố gắng trang bị đầy đủ và không bỏ sót một kiến thức nào cho học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới, toàn huyện Phú Tân có hơn 2.600 học sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 2 trường tổ chức thi tuyển sinh, gồm Trung học phổ thông Chu Gia Ngang và Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phú Tân. Đây là 2 trong 5 trường có số học sinh đăng ký thi tuyển cao hơn so với chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển trong những năm gần đây, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Riêng các trường trung học phổ thông công lập còn lại sẽ tổ chức xét tuyển phù hợp với tình hình thực tế. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các trường trung học cơ sở, sự tận tâm trao dồi kiến thức của các thầy cô và sự cố gắng nỗ lực học tập của học sinh, có thể kỳ vọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 sắp tới của huyện Phú Tân sẽ diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 5, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm và tặng quà cho học sinh trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Cùng đi với đoàn có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang được thành lập vào năm 1992. Hiện nay, trường có 67 cán bộ viên chức, 31 lớp với 287 học sinh. Trường dạy các lớp can thiệp sớm từ 1 đến 6 tuổi, dạy văn hóa từ lớp 1 đến lớp 9 cho 3 đối tượng là học sinh khiếm thị, khiếm thính và học sinh khuyết tật trí tuệ. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của tập thể nhà trường thời gian qua và mong muốn trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà cho các em học sinh của trường. Chúc các em cùng tất cả thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 thật vui tươi, hạnh phúc, luôn chăm ngoan, học giỏi. Đồng thời, mong muốn nhà trường, gia đình, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục yêu thương, quan tâm, chăm lo, nuôi dạy các em nên người, tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển trong môi trường an toàn, bình đẳng, lành mạnh. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 hàng năm, tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là một trong những việc làm hoạt động thiết thực ý nghĩa mà tỉnh An Giang tổ chức thường xuyên nhằm quan tâm chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các em có thêm động lực, niềm vui dâng lên trong cuộc sống. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan và nâng lương cán bộ năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì buổi lễ. Theo đó, thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quân hàm sĩ quan và nâng lương cán bộ cho 118 đồng chí, trong đó ra quyết định thăng quân hàm nâng lương sĩ quan cấp tá cho 76 đồng chí, thăng quân hàm sĩ quan cấp ủy cho 41 đồng chí và ra quyết định nâng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện cán bộ quản lý cho 1 đồng chí. Đặc biệt, có 25 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương trước niên hạn.
Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Giang Lèo biểu dương sự phấn đấu dâng lên của những đồng chí nhận quyết định thăng quân hàm, nâng lương trong dịp này, đồng thời yêu cầu các đồng chí không được thỏa mãn dừng lại, phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nghiên cứu nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tác phong phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 23 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023 và chuỗi hoạt động tuần văn hóa du lịch chào mừng lễ kỷ niệm. Theo kế hoạch, dự kiến các nội dung hướng đến lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ là các chuỗi hoạt động như liên hoan âm nhạc toàn quốc từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023, tuần văn hóa du lịch An Giang có quy mô từ 100 đến 150 gian hàng ẩm thực đặc sản vùng miền, các hoạt động văn hóa văn nghệ du lịch, lễ dân hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra lúc 9 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Quả Hưng, thành phố Long Xuyên. Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tại quảng trường Trưng Nữ Dương, thành phố Long Xuyên. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh, việc thực hiện các nội dung hướng về lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức phong cách và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng. Do đó, trong công tác tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức phải mang tính quần chúng sâu rộng, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh hình thức lãng phí. Các sở ngành cần xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động phụ trách trên cơ sở các nội dung chung của tỉnh về các hoạt động hướng về lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chuỗi hoạt động tuần văn hóa du lịch chào mừng lễ kỷ niệm.